Tiếp theo trong livestream này thì tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị về các câu hỏi, các vấn đề liên quan đến tố mặt phong thủy. Rồi, tiếp theo này, xin chào anh Hồ Ngọc Quyền đâu ạ? Nam chủ nhà sinh năm 1984, độ comment số 1 đi ạ. Nam chủ nhà sinh năm 1984 là tuổi gì ạ? 84 là tuổi Giáp Tý, hướng đông 100 độ. Đây này. Thứ nhất, nhà này đang nằm ở trong hướng nhà tuyệt mệnh. Đây là một trong những hướng rất khắc với tuổi này. Rất là khắc luôn. Đây này. Đấy. Ngoài ra ở đây thì được sao Vượng Trang, Hưng Phúc và Pháp Trường là ba sao chiếu cửa. Trong đó Vượng Trang và Hưng Phúc là gì ạ? Tốt về gia đạo và đất đai. Tuy nhiên là đang bị sao Pháp Trường đây này. Anh Hồ Ngọc Quyền đâu ạ? Theo dõi livestream thì comment số 1 nha. Pháp Trường mà nằm tại cung Thìn ở đây thì rất là dễ liên quan đến pháp luật. Đặc biệt là năm nào? Năm nay. Bởi vì năm nằm tại cung Thìn mà. Cung Thìn thì năm nay nó bị xấu, anh chị hình dung không ạ? Đấy, cho nên là năm nay thì rất phải lưu ý. Nếu mà anh làm về công chức hay là ký ta giấy tờ thì năm nay phải để ý. Đấy, không năm nay là rất là nhiều vấn đề chứ không đơn giản đâu ạ. Năm nay anh Quyền nên để ý anh Quyền nhé. Đấy, đây này. Khi mà nó nằm tại cung Thìn như này là rất là xấu này. Nhiều vấn đề lắm. Đấy, anh Quyền nên để ý nha. Xin hỏi thầy cho biết. Rồi, ở nhà bếp có giếng người vợ ngủ ở phòng bếp có ảnh hưởng gì không? Đấy. Đây là nhà anh này. Ở nhà bếp có giếng mà người vợ ngủ thì người vợ này suốt ngày bị ốm. Ốm bệnh ấy. Hay nhà chị này, xin hỏi anh là hiện nay chị này sức khỏe có kém không? Sức khỏe của chị này hiện nay như thế nào? Có bị kém, tức là hay bị ốm không? Đấy. Cái giếng này có đậy lại chưa? Hay là vẫn dùng như nào? Nếu mà cái giếng đậy lại thì nó là một cái vấn đề rất là lớn. Ở đây này. Cái giếng nhà anh ở đây có đậy lại chưa? Anh Đàm. Giếng mở và giếng đậy nó là khác nhau. Nếu như mà giếng này mà đậy lại thì chị mùa này thì hết sức phải lưu ý. Không hề đơn giản chút nào. Nên chuyển phòng sớm nếu như ngủ trong phòng này. Tưởng chừng như đơn giản là rất là nhiều vấn đề. Tôi đã nghiệm chứng rất nhiều trường hợp thực tế từ những cái ví dụ như này rồi.